Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Tâm Đức Mobile. Chị ơi, iPhone 12 thường còn đáng mua không? Thì hôm nay mình sẽ review về em iPhone 12 thường mình đang cầm trên tay đây. Và mình sẽ chỉ ra những lý do nên mua em iPhone 12 thường này cho năm 2024 và một vài lý do không nên mua em 12 thường này cho năm 2024 nha. Còn bây giờ thì vào video với mình thôi. iPhone 12 thường này đã đánh dấu sự đổi mới của Apple trong thiết kế với khung viền vát vuông vắn được hoàn thiện từ chất liệu là nhôm nguyên khối chắc chắn, mang đến một sự mới mẻ nhất định tại thời điểm ra mắt so với hiện tại và so với cả viền tròn của em iPhone 11 trước đây. iPhone 12 thường mà mình đang cầm trên tay đây thì có độ dày là 7,4mm kết hợp với trọng lượng vỏn vẹn chỉ 164g, với các góc được bo cong tinh tế này. Các góc của nó thì được bo cong tinh tế để người dùng có thể thoải mái bỏ vào túi quần hay là cầm trên tay trong một thời gian dài mà không gây tình trạng khó chịu. Và nó cũng rất là nhỏ gọn cho chúng ta có thể bỏ túi rất là dễ dàng, không phải lo tình trạng là nó to quá hay là nó víu với mình. Về phần mặt lưng của em iPhone 12 thường này thì được chế tác từ kính cường lực cao cấp, giúp hạn chế bám bụi bẩn và hạn chế được cháy xước, hỏng hóc khi mà va chạm trong quá trình sử dụng. Đồng thời thì sản phẩm sở hữu 6 phiên bản màu trẻ trung, bao gồm là màu đen, màu tím, màu xanh dương, màu xanh lá, màu trắng và màu đỏ, giúp cho người dùng có thể đa dạng về cái sự lựa chọn khi mà mua sản phẩm. Và hiện tại như trên tay mình đây đang là một màu cực kỳ hot, khi mà lúc em iPhone 12 thường ra mắt hot sau màu trắng, đó chính là em iPhone 12 thường màu tím này. Tím thủy chung nhìn rất là xịn xò, rất là đẹp mắt, màu sắc rất là bắt mắt luôn. Phần màn hình của em iPhone 12 thường này thì được trang bị màn hình là tai thỏ có kích thước là 6.1 inch với độ phân giải là 1170 nhân với 2532 pixel và tấm nền Super Retina XDR OLED, mang đến cho người dùng không gian hiển thị rộng lớn, hình ảnh được tái hiện với độ sắc cao, màu sắc bắt mắt và sinh động hơn. Đặc biệt hơn là em này còn được sử dụng màn OLED, nó khác với em iPhone 11 thường của chúng ta chỉ được sử dụng là màn LCD thôi, nên cái màu sắc nó cho ra này sẽ tươi sáng và đẹp mắt, bắt mắt hơn so với màn LCD. Đồng thời thì em iPhone 12 thường này còn có tần số quét là 60Hz và độ sáng tối đa lên tới là 1200 nit, giúp cho người dùng có thể tận hưởng được những cái phút giây giải trí một cách trọn vẹn với độ chi tiết cao cả ngày trong điều kiện là ánh sáng mạnh như vậy. Hiệu năng thì em iPhone 12 thường này được trang bị bộ duy xử lý là Apple A14 Bionic trên quy trình cùng với bộ RAM là 4GB RAM. Thêm vào đó thì hãng Apple này còn trang bị thêm là kết nối 5G trên iPhone 12 thường này nữa. Đối với từ dòng em iPhone 12 thường trở lên thì đã có kết nối 5G rồi, mang đến cho chúng ta tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh hơn, ổn định hơn. Cạnh đó thì hãng đã vô cùng tinh tế khi mà trang bị cho sản phẩm rất là nhiều bộ nhớ, bao gồm là 64GB, 128GB và 256GB, tùy vào cái khả năng tài chính và nhu cầu người dùng để có thể lựa chọn những cái mức dung lượng và phù hợp. Và có cái mức là 256GB thì thoải thích cho mọi người có thể lưu trữ ảnh mà không lo tình trạng là bị hết dung lượng. Mà thời điểm em iPhone 12 thường này ra mắt thì nó được sử dụng hệ điều hành là iOS 15, độc quyền của Apple cho khả năng đa nhiệm cao cùng với nhiều tính năng thông minh hiện đại. Nhưng mà theo thời gian thì để đáp ứng được nhu cầu đổi mới của người dùng, Apple đã hỗ trợ sản phẩm này có khả năng có thể cập nhật lên iOS 17 này và iOS 18 vô cùng tiện lợi. Và hiện tại thì em này còn có thể cập nhật lên được cả iOS 18 nữa nha. Về em iPhone 12 thường này thì được sở hữu cụm camera trước và sau đều có độ phân giải là 12 megapixel, kết hợp với nhiều công nghệ chụp ảnh hiện đại, có thể kể đến như là chế độ chụp ảnh siêu rộng, chế độ chụp ảnh ban đêm. Đối với chế độ chụp ảnh siêu rộng thì hình ảnh sẽ được cho ra bao phủ cao hơn, nhiều chi tiết chủ thể sẽ được ghi nhận với độ sắc nét cao, màu sắc bắt mắt và tươi sáng hơn. Còn về chế độ chụp ban đêm thì ở điều kiện thiếu sáng, iPhone 12 sẽ vẫn mang đến cho người dùng những bức ảnh có độ chi tiết cao hơn, màu sắc tương đối và có phản chiếu sâu. Tiếp hơn là camera selfie trên em iPhone 12 thường này còn cho phép chụp cả night mode có tính năng là diffusion. Thêm vào đó thì phần cứng của máy có thể kết hợp với thuật toán xử lý mới, dễ dàng đem lại những bức hình sắc nét tuyệt đối, độ chi tiết cao, đa dạng chế độ chụp cho người dùng linh hoạt để sử dụng. Máy còn được trang bị chế độ Smart HDR3 giúp cân bằng yếu tố ánh sáng trong ảnh, làm nổi bật những cái chi tiết đối tượng trong khi mà vẫn giữ được những cái màu sắc phong phú của toàn cảnh. Ngay mà khi chụp trong điều kiện là nắng gắt này hay là ánh sáng thấp thì nó sẽ vẫn có hỗ trợ cho chúng ta điều kiện là ánh sáng thấp hoặc là nắng, trong tình trạng là nắng gắt.
Trên thực tế thì so với các thế hệ tiền nhiệm trước thì điện thoại iPhone 12 có mức dung lượng pin thấp hơn nhưng lại có độ chênh lệch dung lượng pin và cũng không có quá nhiều. Dung lượng pin của máy hiện tại là 2815 mAh và được tích hợp chế độ sạc nhanh hiện đại. Tuy nhiên với việc mà có con chip tối ưu, hệ điều hành ổn định trên máy thì thời lượng pin của chiếc iPhone này vẫn có thể đáp ứng tốt những cái nhu cầu sử dụng của người dùng lên tới khoảng 7 tiếng cho những cái tác vụ cơ bản. Ở độ sáng là màn hình thích hợp thì em này vẫn hiện tại nó đang là máy đời cũ thôi nhưng mà nó sẽ vẫn có thể sử dụng cho chúng ta được khoảng là 7 đến 8 tiếng trên một ngày. Phải kể đến thì em iPhone 12 thường này còn được Apple tích hợp khả năng sạc không dây MagSafe hiện đại, cũng là sử dụng từ những cái nam tính của nam châm để cố định sản phẩm trên đế sạc, giúp trong quá trình sạc sẽ diễn ra liên tục và đảm bảo sự an toàn cho thiết bị vô cùng tiện lợi. Đối với em này thì đã được hỗ trợ là sạc MagSafe hiện đại cho chúng ta rồi. Một điểm mình rất là thích trên em iPhone 12 thường này. Cũng sẽ nói qua về 3 điều chúng ta cần cân nhắc khi mà lựa chọn em iPhone 12 thường này. Đối với em iPhone 12 thường này thì được trang bị phiên bản là 64GB, khá là thấp so với nhu cầu sử dụng của hiện tại đa số người dùng trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên nếu như người dùng chỉ có nhu cầu lưu trữ cơ bản thì có thể mua thêm gói iCloud của Apple để mở rộng không gian này, hoặc có thể lựa chọn lên những cái phiên bản như là 128GB và 256GB. Điều thứ hai đó chính là em iPhone 12 thường này và em iPhone 13 thường thì xấp xỉ giá gần bằng như nhau nên nhiều người sẽ lựa chọn về em iPhone 13 thường chứ không lựa chọn em iPhone 12 thường này. Mỗi mức giá thì nó sẽ không có quá chênh lệch nhau nhưng mà người dùng có thể lựa chọn em iPhone 13 bởi vì nó hiện đại hơn và điều này nó sẽ còn phụ thuộc vào cái sở thích và nhu cầu của đa số người dùng để cho các bạn cân nhắc thêm. Cuối cùng là dung lượng pin của nó thì kém hơn so với em iPhone 11 thường và em iPhone 13. Với viên pin chỉ có là 2815 mAh thì em iPhone 12 thường vẫn sẽ đáp ứng nhu cầu cơ bản cho người dùng. Nhưng mà nhìn chung thì cái dung lượng này vẫn kém hơn so với 3110 mAh của em iPhone 11 thường và 3240 mAh của em iPhone 13. Dù vậy với công nghệ sạc nhanh hiện đại được tích hợp thì người dùng cũng có thể yên tâm sử dụng mà không lo vướng bận quá nhiều. Thì trong cái tầm dài đấy thì mình có thể lựa chọn về như là mình có thể chọn là em iPhone 11 thường với pin trâu hoặc là mình có thể lựa chọn lên hẳn em iPhone 13 thường vì nó có những tính năng hiện đại hơn. Không là chúng ta có nên mua em iPhone 12 thường vào năm 2024 và lúc này không? Thì nhìn chung em iPhone 12 thường này sẽ vẫn phù hợp với nhiều người dùng đang tìm kiếm một chiếc iPhone nhỏ nhắn sở hữu những cái thiết kế vuông vắn này, thời thượng, hiệu năng ổn định cùng với hệ thống camera chất lượng và mức giá phải chăng. Có thể thấy là đến thời điểm hiện tại sản phẩm này vẫn xứng đáng để người dùng đầu tư với mức giá hiện tại Tân Đức Mobile đang bán với giá chỉ từ 8 triệu trở lên thôi. Mức giá rất là đẹp luôn và giá iPhone 12 thường này cũng đã giảm rất là nhiều so với thời điểm nó ra mắt rồi. Vừa rồi là mình cũng đã chỉ ra những lý do nên và không nên mua em iPhone 12 thường này trong năm 2024 rồi. Nếu như các bạn thích một em iPhone thiết kế vuông vắn này, nhỏ gọn như vậy thì mình có thể lựa chọn em iPhone 12 thường. Còn nếu không thì các bạn thích những em iPhone cam chéo này hay là camera đẹp hơn, camera chụp sắc nét hơn thì mình lựa chọn là những dòng 13, 14, 15 Pro Max hoặc là 13 thường thì nó sẽ chụp ảnh đẹp hơn cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình trong ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy để lại cho mình một lượt like, một lượt share và một bình luận phía dưới cho mình biết với nhau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.